Em xin chào quý vị và các bạn nhé. Em tiếp tục và khui ra thêm một con nồi, dòng nồi của Tefal nhé. Dòng nồi Tefal là dòng hàng cao cấp nhất hiện nay luôn nhé. Đấy. Tefal này, xong mới đến hàng của Đức này, xong mới đến hàng của Nhật này. Đấy. Nồi của nó rất là dày dặn nhé. Nồi nó rất là dày dặn. Đấy. Đây, con nồi Tefal này, đấy, của Pháp này. 4,5 lít nhé. 4,5 lít. Đó. À, nhìn này, chất chưa? Chất nừ luôn nhé. Hàng 4,5 lít. Đó. Con này cỡ gia đình tầm trung, ăn là vừa nhé. Phù hợp với tất cả mọi gia đình của Việt Nam. Đó. 4,5 lít, Ninh nấu kẻ loại ít cũng được mà loại nhiều cũng được. Quý vị nhìn thấy đẳng cấp chưa? Con nồi này thì giá bên ngoài thị trường quý vị cứ tham khảo dòng nồi Tefal này nhé. Không bao giờ dưới 2 triệu luôn. Em khẳng định luôn, không bao giờ dưới 2 triệu luôn dòng nồi Tefal. Đây này, nó xoay đây. Đây là xoay ở mức ấy này. Đó. Đây là mức mức xả cao này, xả vừa này, xả thấp nhất này. À, thì con nồi này của nó là con nồi này của nó là em bán với giá là 950 nhá, 950. 950 con nồi Tefal này nhá quý vị nhá. Thôi, 850 con nồi Tefal này đi. Bằng với giá nồi thường, còn bình thường nồi này không có đơn vị nào bán giá dưới 2 triệu. Quý vị cứ tham khảo kỹ cho em nhé. Quý vị cứ tham khảo kỹ dòng nồi Tefal cho em. Không có đơn vị nào bán dưới 2 triệu. Đấy. Em bán xả ra thôi nhé. Em bán xả ra để vợi bớt kho thôi. Vì rất là nhiều đồ. Còn phải về đồ âm thanh nữa. Cho nên em bán xả ra nhé. 850.000 cái đồi Tefal này. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Những cái con nồi mà nó thuộc diện là nồi hệ như này nhé, nồi dòng đắt tiền này, đắt tiền thì là gọi là thị trường bán thôi. Còn nhà em bán ngang với cả cái nồi thường thôi nhé, nồi thường giống như các nồi của Nhật thôi. Thì 850.000 đấy. Quý vị nào lấy thì alo điện trước cho em nhé. Bởi vì một số quý vị vừa rồi là chạy ra nhà em lấy, trong khi nói hàng thì quý vị khác đã lấy rồi, em vừa mất công nha quý vị nhé. Cho nên quý vị đấy thì cứ alo trước cho em một câu. Đấy, nếu mà còn hoặc là nhắn qua Zalo nhé. Nếu mà còn thì lấy. Hoặc nếu mà đấy quý vị ở gần, còn quý vị ở xa thì lấy hàng thì chỉ cần nhắn qua Zalo hoặc là điện thoại cho em là được nha quý vị nhé. Đấy. À, cái này có ít thì quý vị có thể chuyển hàng hết hoặc là đặt cọc cho em một ít vài 300 thì em sẽ chuyển hàng cho quý vị nhé, quý vị nhé. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em nhé. Đấy, trước khi hàng chuyển đi này, em sẽ test đầy đủ cho quý vị an tâm nhé, quý vị nhé. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại.